Sáng 16 tháng 7, tại khu vực ngã tư ốc vít đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra một vụ nổ lớn. Ngôi nhà ba tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện làm quán ăn bị phá hỏng tan hoang, cửa kính vỡ vụn. Có mặt tại hiện trường để cùng lực lượng chức năng chỉ đạo giải quyết sự việc, ông Nguyễn Việt Phương, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên cho biết, có 7 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Ông Phương nói, có tiếng nổ lớn nhưng đến giờ chưa xác định được nguyên nhân do đâu bởi bình ga thì khó nổ như vậy. Các lực lượng chức năng thành phố Vĩnh Yên đang có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Đến trưa ngày 14 tháng 7, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân khiến ba mẹ con tử vong thương tâm. Tiếng nổ làm rung chuyển khu vực. Căn nhà bị cháy số 497 trên 26 trên 2, đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, Nhà dân bị cháy có tổng diện tích chừng 4 x 8 m, rộng khoảng 56 m vuông, gồm một trệt và một lầu. Có lối thoát nạn thứ hai ra ban công tại tầng 2 căn nhà, diện tích cháy khoảng 20 m vuông trên tổng số diện tích căn nhà 2 tầng. Vị trí cháy ban đầu nhận định là tại tầng trệt. Sau tiếng nổ lớn, khói lửa bùng lên, một người trong tổ liên gia tham gia chữa cháy ban đầu cho biết, lực lượng tại chỗ sau đó đã huy động hàng chục bình cứu hỏa mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Người này nói, lửa lớn lan ra sau tiếng nổ, nhiều người chạy loạn hô hoán vì sợ cháy lan. Nhiều mảnh kính vỡ văng tung tóe hàng chục mét, cả đời tôi chưa thấy. Và cho biết khu vực khá là chật hẹp, nhà chỉ có một lối ra vào, trong khi vụ nổ làm cửa kính gạch đá và không thép văng ra ngoài nên việc tiếp cận khó khăn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp huy động phương tiện và 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa không để cháy lan. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ khiến toàn bộ cửa kính của cửa chính căn nhà bị vỡ, nhiều mảnh kính văng hàng chục mét ra bên ngoài, cửa sắt ngoài cũng bị cong vênh, giật khỏi khung thép, bê tông văng ra xa, một mảng tường lớn ở bên ngoài bị sập đổ ra trước. Tại tầng trệt, nhiều tài sản xe máy vật dụng bị cháy rụi ám khói đen. Ở tầng 1, cửa kính cũng bung ra, vỡ vụn tường ám khói. Hiện trường được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt từ xa. Cảnh sát vào bên trong thì phát hiện ba thi thể. Đến dạng sáng, các thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Hàng xóm khóc thương, không cứu kịp ba mẹ con. Bước đầu xác định, các nạn nhân trong vụ cháy là bà Nguyễn Thị Ngọc N, 93 tuổi, là chủ nhà, và hai con là Trần Ngọc C, 52 tuổi, bị tử vong trên lầu, và bà Trần Ngọc Anh T, 58 tuổi, tử vong cùng mẹ ở tầng trệt. Ông K, 45 tuổi, là một hàng xóm cho biết, khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 7, khi ông đang ở nhà thì nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực. Người này nói, lửa sau đó bùng lên dữ dội, nhiều người la hét hô hoán vì lúc này xung quanh một số nhà vẫn chưa ngủ hoặc tỉnh dậy. Người phụ nữ hàng xóm cho biết, mái che trên tầng cũng bị thổi văng tường nứt. Người này bật khóc nói, chưa hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau mà giờ đã như vậy. Tê tử vong luôn rồi. Theo một người hàng xóm, sau tiếng nổ, trong nhà không có động tĩnh hay là tiếng kêu cứu, hoặc là có thể có nạn nhân kêu cứu, nhưng không cảnh hỗn loạn nên không có ai nghe thấy, nhìn thấy. Ông T, một người sống ở gần đó nhận định, tiếng nổ phát ra có thể là do nổ bình ga. Nổ lớn như vậy thì người bên trong cũng không đủ sức hay tỉnh táo để chạy ra ngoài tự cứu mình. Bà N là chủ nhà sống cùng con gái và con trai trong căn nhà đã lâu. Trong gia đình, nhiều hàng xóm chỉ thường tiếp xúc trò chuyện với chị T là con gái của bà N do người này thường ở nhà chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Theo hàng xóm, bà N đã 90 tuổi, sức khỏe yếu và có tiền sử tai biến, phải ngồi xe lăn. Chị T thường ở nhà chăm sóc mẹ già. Ông C đi làm gì đó và đi về thất thường. Trước đó, ông C được cho là có to tiếng trong nhà. Cảnh sát không loại trừ nguyên nhân vụ cháy là do tranh chấp trong gia đình. Liên quan vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp ba mẹ con tử vong, sáng ngày 14 tháng 7, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận báo cáo nhanh từ công an quận Gò Vấp. Theo đó, danh tính ba nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc Nhờ, 93 tuổi, chủ căn nhà bị cháy ở địa chỉ là hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp và hai con là ông Trần Ngọc C, 52 tuổi, bà Trần Ngọc Anh Thờ, 58 tuổi. Theo điều tra, lúc 23 giờ 3 phút khuya ngày 13 tháng 7, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp nhận tin báo nhà dân nói trên xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng chức năng xác định là có người mắc kẹt bên trong nên triển khai các biện pháp đồng bộ chữa cháy và cứu người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được dập tắt lúc 23 giờ 12 phút cùng ngày, bảo vệ ngăn cháy lan các căn nhà lân cận. Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện 3 nạn nhân tử vong. Người phát hiện đám cháy đầu tiên được xác định là ông Nguyễn Mạnh Tê, 45 tuổi, là người dân địa phương. Theo lời kể của ông Tê, khoảng 22 giờ 45 phút khuya ngày 13 tháng 7, ông đang xem TV thì nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy căn nhà đối diện đang cháy dữ dội. Ông Tê cùng nhiều người dân khu vực đã sử dụng khoảng 20 bình chữa cháy để chữa cháy, nhưng bất thành. Nhà dân bị cháy có tổng diện tích khoảng 56 mét vuông, gồm một trệt và một lầu, có lối thoát nạn thứ hai ra ban công tại tầng 2 của căn nhà. Diện tích cháy khoảng 20 m2 trên tổng số diện tích căn nhà 2 tầng. Vị trí cháy ban đầu nhận định tại tầng trệt. Theo thông tin ban đầu từ những người dân xung quanh và tại hiện trường vụ cháy, công an ghi nhận là trước khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đều nghe thấy tiếng nổ lớn. Khám nghiệm hiện trường vụ cháy, công an ghi nhận cửa cổng bằng sắt của căn nhà xảy ra cháy bị cong vênh, tường gạch bị sụp đổ, mảnh cửa kính thì văng ra xa khoảng 15 mét. Chất cháy chủ yếu là các vật dụng trong căn nhà như dây điện, xe máy, máy móc, bàn ghế vân vân. Phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy, căn nhà bị cháy do Ủy ban nhân dân phường 16 quận Gò Vấp quản lý. Một nguồn tin chia sẻ, tại hiện trường, chúng tôi đã ghi nhận có dấu hiệu xảy ra một vụ nổ lớn tại tầng trệt. Tuy nhiên, các công tác điều tra đang được làm rõ khẩn trương. Sau khi vụ cháy xảy ra, Đại tá Thái Thanh Xuân, trường công an quận Gò Vấp đã có mặt tại nơi xảy ra cháy, chỉ đạo các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy nhà. Ba người tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở hẻm 497 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được xác định tên là NTNN, 93 tuổi, chủ căn nhà bị cháy và hai con ông TNC và bà TNAT, Ông C mới đi tù về, nghiện ma túy, trước khi nhà xảy ra cháy, buổi sáng ông C có cự cãi với một số người lạ bên ngoài. Người đàn ông trong ngôi nhà bị cháy vừa đi tù về, nghiện ma túy lâu năm. Đến hơn 11 giờ ngày 14 tháng 7, cảnh sát quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở hẻm 497 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả của vụ cháy khiến ba mẹ con trong gia đình tử vong. Theo cảnh sát, danh tính của ba người được xác định là bà NTNN, 93 tuổi, là chủ của căn nhà bị cháy, và hai con là ông TNC, 52 tuổi, và bà TNAT, 58 tuổi. Trao đổi, một người dân sống cạnh ngôi nhà bị cháy cho biết người đàn ông tên C trong ngôi nhà bị cháy nghiện ma túy lâu năm. Buổi sáng ngày 13 tháng 7, ông C có cự cãi với một số người lạ bên ngoài một người dân chia sẻ, khi phát hiện ngôi nhà ông xây bị cháy, chúng tôi nghe rất nhiều tiếng nổ lớn, nhiều mảnh kính của ngôi nhà này văng ra xa. Ghi nhận tại hiện trường sáng ngày 14 tháng 7, ngôi nhà bị cháy tan hoang. Theo cảnh sát, ngôi nhà có diện tích chừng 4 x 8, một trệt một lầu, hiện vẫn còn ám khói. Ở tầng trệt, nhiều vật dụng xe máy cháy chỉ còn trơ khung, cửa sắt, tường gạch bên ngoài bị đổ sập. Vật dụng trong gia đình thì hầu như là cháy xém và hư hỏng nặng. Trước đó, khoảng 23 giờ tối ngày 13 tháng 7, người dân sống tại hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, nghe nhiều tiếng nổ lớn. Đến kiểm tra, người dân phát hiện ngôi nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm bốc cháy. Công tác dập lửa tại chỗ bất thành do đám cháy quá lớn. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp đều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu, đưa ba thi thể ra ngoài, xác định là ba mẹ con. Ngày 14 tháng 7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm số 497 Thống Nhất, phường 16. Lực lượng chức năng đánh giá đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm ba người trong một gia đình tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ khuya ngày 13 tháng 7, ngôi nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm nói trên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực khâu hoán nhau tìm cách dập đám cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bên trong căn nhà vọng ra tiếng kêu cứu. Lúc này, lửa và khói từ khu vực để xe máy tại tầng trệt tiếp tục bốc lên cao, bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp phối hợp với nhiều đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy. Khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 nạn nhân tử vong, trong đó có một cụ bà hơn 90 tuổi và hai người con của cụ. Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn nhà, xe máy bị cháy trơ khung, tường gạch kết cấu căn nhà đã bị đổ sập. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.